công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch thương mại Phú An Thịnh, thành phố Đà Nẵng với thương hiệu Pullman Đà Nẵng Pet Resort, ngoài việc nhận giải thưởng khách sạn tốt nhất do trang Agoda và báo The Guide bình chọn năm 2011-2013, còn được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen về thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại du lịch với hơn 300 cán bộ công nhân, năm 2013, công ty đã nộp ngân sách trên 15 tỷ đồng, thu nhập bình quân người lao động đạt 7,1 triệu đồng một người một tháng, nâng lương cho người lao động từ 5 đến 10% hàng năm. Hàng năm chúng tôi tổ chức những cuộc họp, hội thao, rồi chúng tôi tổ chức những cái phong trào thi đua với nhau để cho cán bộ, nhân viên, người lao động có điều kiện gắn bó với nhau và thổ lộ những tâm tư, nguyện vọng, tình cảm của mình. Cùng với sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền thành phố, công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch, thương mại Phú An Thịnh đã ngày càng vươn lên, khẳng định thương hiệu của mình, góp phần làm cho thành phố Đà Nẵng ngày càng phát triển.